Vâng, thưa quý vị, như vậy là câu lạc bộ Hà Nội dù là một trận đấu rất vất vả nhưng cuối cùng đã giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu trên sân Vinh để có 3 điểm và chính thức vô địch V-League 2019 sớm 2 vòng đấu. Người đã mang về chiến thắng cho câu lạc bộ Hà Nội ngày hôm nay chính là trung vệ Thành Trung, người mà vòng đấu trước cũng đã có 2 bàn thắng vào câu lạc bộ Viettel và ngày hôm nay tiếp tục trở thành người hùng của đội bóng thủ đô. Đứng cạnh tôi lúc này là Thành Trung. Xin chúc mừng Thành Trung và câu lạc bộ Hà Nội. Không biết là cái cảm giác của Thành Trung vào lúc này như thế nào khi trở thành cầu thủ ghi bàn duy nhất và câu lạc bộ Hà Nội vô địch V-League mùa giải năm nay sớm 2 vòng đấu. Cảm giác của em bây giờ rất là vui mừng và phấn khích khi mà là cầu thủ ghi bàn thắng quyết định để giúp Hà Nội FC vô địch. Cái quan trọng nhất ở đây là bọn em đề cao tinh thần tập thể. Cả đội đã cố gắng hết mình để hoàn thành mục tiêu đề ra để hướng đến những mặt trận tiếp theo. Cái chức vô địch mùa giải năm nay của câu lạc bộ Hà Nội so với mùa giải trước thì Trung đánh giá như thế nào? Dạ, đối với em thì năm nào cũng là khó khăn đối với đội em. Thì cũng phải cố gắng từng mặt trận một, anh em cùng nhau bảo ban nhau và cố gắng nhất có thể. Theo Trung thì cái chức vô địch này nó sẽ giúp gì cho cá nhân Trung và câu lạc bộ trong cái thời gian tiếp theo của mùa giải năm nay? Đối với chức vô địch này thì đối với cá nhân em thì em sẽ là động lực rất lớn để em hướng đến những mục tiêu tiếp theo. Và toàn đội em sẽ còn 2 mặt trận nữa, bọn em cần phải chinh phục nốt để cố gắng từng mặt trận một và em sẽ giành được kết quả cao nhất. Một lần nữa cảm ơn Trung và chúc mừng câu lạc bộ Hà Nội. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một những lời chia sẻ của trung vệ Nguyễn Thành Trung, người ghi bàn thắng duy nhất ở cái trận đấu ngày hôm nay để giúp câu lạc bộ Hà Nội vô địch sớm. Sau đây xin mời trở lại trường quay. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.